xem những video cho anh của anh Phong Cận, coi vừa hài mà cười muốn đau bụng luôn. Trời ơi, tôi mà một khi đã cho anh rồi thì tất nhiên phải vui chứ bạn. Nếu như bạn không biết thì mình chính là một trong những người được gọi là thánh cho anh của Hero Team luôn đó nha. Thì ở đây tôi thấy có nhiều bạn bảo là anh Phong ơi cho anh chị Sam tiếp đi nè, nhiều quá trời quá đất nè. Mỗi lần cho anh bà Sam á là tôi sẽ bị bà Sam quýnh. Vậy mà sao có nhiều người thích tôi cho anh Sam quá ta? Bộ mấy bạn thích nhìn tôi bị đánh lắm hả? Nhưng mà thôi không sao, vì những bạn fan yêu quý, cho nên ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một video cho anh Sammy tiếp nha các bạn nha. Nói chứ tôi cũng thích cho anh đó mấy bạn ơi. Ở trên tay của mình như anh em đang thấy chính là một cái rương á. Thì cái rương này anh em nhìn rất là đẹp đúng không? Đó, mà mình đố anh em biết bên trong cái rương này là cái gì. Chắc có nhiều bạn sẽ nghĩ rằng là bên trong này sẽ là một chiếc nhẫn kim cương, một cọng dây chuyền hoặc là vàng bạc đá quý gì đó đúng không? Nhưng không, nhưng thực ra ở bên trong này chính là anh em thấy cái gì ở bên trong không? Thấy gì không? Anh em nghĩ đây là những con dán thiệt đúng không? Nhưng không nha các bạn, đây chính là một con dán được làm bằng nhựa nha các bạn, chứ phải dán thiệt nha. Chứ dán thiệt tôi cũng không dám cầm đâu, nó ghê lắm. Và ngày hôm nay tôi sẽ sử dụng cái đống dán giả này để cho anh Sammy nha các bạn. Tôi sẽ nói với Sam là tôi sẽ tặng cho Sam một món quà thật là đặc biệt. Lúc đó Sam sẽ rất là háo hức. Và sau đó mở hộp quà ra, phát hiện trong đây là 100 con dán. Trời, cái này 100 con luôn nha bạn. Cái này 100 con thiệt luôn đó nha, chứ không phải giả đâu. Bảo đảm với các bạn luôn, đây sẽ là một cái màn cho anh mà nó vừa gọi là nguy hiểm mà nó cũng vừa vui các bạn ạ. Vui là bởi vì cho anh được Sam, còn nguy hiểm là chắc chắn là tôi sẽ ra đường ngủ. Ừ, chắc chắn là như vậy rồi. Nhưng mà thôi, vì mấy bạn fan cho nên ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau cho anh nha. Bây giờ thì tôi sẽ gọi điện cho Sammy để gọi là rủ Sammy vào chơi game cùng với tôi. Và nếu như mà Sammy chiến thắng tôi á thì tôi sẽ tặng cho Sammy cái phần quà này. Mình phải làm như vậy để cho Sammy tin các bạn ạ. Chứ tự nhiên khi không cầm hộp quà lên tặng, Sammy sẽ nghi ngờ, các bạn hiểu không? Rồi, để tôi gọi cho Sammy nha các bạn. Alo. Alo Sammy hả? Đang làm gì vậy? Tôi đang quay clip. À, đang quay clip hả? À? À, Phong mới vừa mua một cái phần quà rất là đẹp luôn à. Phong muốn tặng cho Sam nè. Không biết là Sam có muốn nhận quà không? Cái gì? Quà hả? Trời đất ơi, quà thì ai muốn nhận? Tặng tôi hả? Đúng rồi, tặng cho Sam đó. Quà đẹp lắm. Nhưng mà bây giờ á, Sammy vô chơi game chung với Phong đi. Rồi nếu mà Sam thắng Phong, Phong sẽ tặng quà cho Sam, chịu không? Cái gì vậy? Mình quà rồi con. Chơi game là sao không hiểu? Trời ơi, mình phải chơi game, mình thi đấu nhau, mình nhận quà thì nó mới vui, hiểu không? Đó. Ok, chơi chơi, sợ gì thế nào tôi cũng được quà cho mà xem. Ok, chơi chơi. Rồi ok bạn ơi, Sammy nhận lời rồi. Bây giờ tôi sẽ vô trong game, tôi cố tình tôi chơi thua bả để tặng cho bả cái phần quà này nha. Rồi, ok 500 anh em. Và hiện tại bây giờ tôi đã mời Sammy vào trong game bất để chúng ta cùng nhau tham gia bắt cua và thi đấu với nhau. Nếu như Sammy thắng tôi thì Sammy sẽ được một phần quà rất là đặc biệt đến từ vị trí của Phong Cận nè. Trời ơi, chơi game mà được tặng quà xịn xò vậy. Trời ơi, thích. Đúng rồi, ý với hồi nãy là tôi đã gọi điện thoại cho bà á, thì tôi có nói là tôi có chuẩn bị một cái món quà rất là đặc biệt dành cho Sam luôn, hiểu không? Nhưng mà với một điều kiện là Sam phải chơi game thắng tôi đã, hiểu không? Trời ơi, trời, tặng quà mà còn điều kiện là sao vậy? Tặng là tặng thôi chứ tự nhiên bắt điều kiện. Ôi, ở đâu ra vậy? Cái quà của Sam á là do tựa game bất này tài trợ, cho nên là Sam phải gọi chiến thắng tôi trong tựa game này thì Sam mới được quà, hiểu không? Ok, nhưng mà game gì tôi chơi cũng thắng hết trơn, thế nào quà đó là của tôi. Trời ơi. À ok vậy hả? Rồi ok, để xem sao nha. Rồi bây giờ nè, trò chơi đầu tiên của chúng ta sẽ là trò chơi nói chung là gọi là chạy bộ đó. Giờ Phong với Sam coi ai là chạy thắng nha. Ok, chịu không? Rồi rồi, chơi sợ rồi, gì? Rồi chơi đúng không? Ok. Rồi ok anh em ơi, hiện tại bây giờ tôi đã tắt mic của bà Sam rồi đó. Giờ chắc là bà Sam á, bà không nghe tôi nói gì đâu hả? Thì bây giờ nha, tôi sẽ vô xong tôi giả vờ tôi thua. Đó, tôi giả vờ tôi thua để cho bà Sam bà chiến thắng đó. Lúc bà thắng xong rồi thì mình có cớ mình tặng quà cho bà, bạn hiểu không? Ok, nhớ nha. Rồi chuẩn bị nha Sam ơi. Ok. Rồi ok. Lần này quà rồi. Phải là của tôi. 3 2 1 bắt đầu. Chạy đi. Đúng rồi, chạy đi. Trời ơi, chạy nhanh lên Sam ơi. Nhanh chứ. Chậm xíu là thua tôi nha. Trời ơi, chậm xíu thua tôi ơ. Không có chậm rồi, được biết nào ơi, đâu. Tôi gần lại gần bà nè, tôi gần bà lắm rồi đó nha. Tôi thấy ông còn xa tôi lắm, Phong ơi. Xa đâu xa, tôi đang chạy kế bên bà luôn rồi nè. Xa đâu xa. Tôi không biết. Ôi ôi, ai da, trời tôi té rồi, Sam ơi. Thấy chưa?
gà hơn tôi bị đặt đó, thấy chưa? Tôi là tụi nẻ thần, hiểu không? Mình là thần à, vậy hả? Vậy hả? Rồi ghê vậy luôn hả? À. Rồi Sammy thắng tôi mới được có một màn thôi, còn màn 2, màn 3, màn 4 nữa, đừng có tự bỡ, hiểu không? Thua bằng đầu là biết lần sau thua rồi, nghĩ sao vậy? Trời ơi trời, Sammy ơi, bà đi đến đâu rồi hả Sam? Trời ơi, xe tôi tới đất rồi, ông thua. Cái xe tôi, cái xe tôi nó chậm quá, xe tôi nó chậm quá, đuổi không kịp bà rồi bạn ơi. Rồi, vậy là gì đó trời bạn ơi. Yeah. Trời, không thể nào chấp nhận được. Không thể nào chấp nhận được. Tôi đang cầm cái cờ cho xem nè. 1 2 3 cầm cái cờ. Yeah, chiến thắng rồi. Trời, không thể nào chấp nhận được. Không thể nào chấp nhận được. Sammy hay quá bạn ơi. Sammy hay quá. Trời ơi. Thua rồi. Trời, tôi thua rồi. Vậy là coi như là 1-0 rồi nha bạn nha. Ok, còn 2 trò nữa thôi. Trời ơi, còn 2 trò nữa thôi. Tôi không thể nào thua được. Trời. Ok, thôi. Chúng ta cùng nhau đến với trò tiếp theo nha bạn ơi. Rồi, ok anh em ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với trò chơi thứ hai nha. Và trò chơi thứ hai của chúng ta thì sẽ là trò bắt cua nha bạn. Mà chúng ta sẽ bắt cua ở đâu? Chúng ta sẽ bắt cua trong một con map có tên là map bắt cua Minecraft đó. Mình chơi Minecraft ở trong game bug luôn các bạn. Đó, nói chung là game bug này nó có nhiều mấy cái game gọi là lạ lắm các bạn. Có thể vô đây chơi thử nha. Rồi ok, bây giờ nè, Sammy á mà gọi là chiến thắng tôi được trong màn này nữa thì coi như Sammy được 2 điểm là Sam thắng luôn. Còn nếu như mà Sam thua thì mình sẽ phải đấu thêm trận nữa, Sam hiểu không? Hiểu rồi đúng không? Rồi ok, vậy bây giờ chúng ta chuẩn bị nha. 3 2 1 bắt đầu. Đó. Ôi. Ê Sam ơi, trời ơi, cái máy tính của tôi nó bị đứng rồi Sam ơi. Trời ơi. Tính ông đứng mới hơn hoài vậy. Trời ơi, ông gà nó đại đi. Trời ơi, xui quá trời ơi. Tại sao vậy trời? Lít kìa, lít kìa. Đây cát, đây là cát rồi các bạn. Nhìn là biết liền. Rồi. Trời ơi, cái máy tính tôi bình thường trở lại và tôi đuổi theo bà nè. Trời ơi. Sao bằng tôi được. Đây rồi, còn đây là TNT. Oh my god, TNT. Trời ơi, tôi nói cho Sam biết nha, tôi là gọi là một trong những người gọi là chơi bắt cua hơi bị bờ rồ trong gọi là Hero Team mà bà nói cái gì kỳ vậy? Ôi, hồi trừ mà bắt cua mà gà rớt quá trời rớt luôn á, gì mà biết. Ủa, rớt đâu rớt? Rớt hay nào? Từ nãy giờ chưa rớt cái nào nha. Bà đừng có mà bảo tôi gọi là gà nha. Từ nãy giờ chưa rớt cái nào nha. Nhịp vô ông đi mà không bằng tôi đó ông nội. Yên tâm đi, tí nữa tôi cũng đuổi kịp bà. Ui cái này, trong đây cái map này mấy cái bạn này xây đẹp thế nhờ, cái củ cà rốt thì nhìn thiệt nha. Ê tao vàng nhìn đi trang thật luôn. Tôi đang tu vàng. Ê trời. Ê sao mày, tôi té thiệt rồi sao mày. Ủa có té giả đây bị đạt xùm xào, bị đạt cái là do té hiểu không, chứ không có té thiệt. Trời ơi, tôi té bà không thương tôi thôi, bà còn chọc quê chứ nữa. Trời ơi, thương chi tôi đang muốn thắng này, tôi có quà hiểu không, tôi mà thua là tôi sẽ bị gọi là giả anh Phong, tôi sợ lắm. Ủa mà Sam ơi, bây giờ tôi hỏi bà nha, trong lúc bắt cua nè, để cho đỡ chán, tôi hỏi bà đón cái quà hôm nay tôi tặng bà là cái gì? Quà hả, tôi nghi là một chiếc nhẫn kara hột xoàn. Mà cái gì? Ở đâu ra mà nhiều tiền vậy bà nội? Tôi làm gì có tiền mà tặng cho bà nguyên cái hột xoàn. Có thể là một cái chon, một cái áo hoặc là một con gấu bông, đúng không? Trời ơi, đúng rồi. Phong sẽ tặng cho sao một con gấu bông rất là dễ thương. À không, 100 con gấu bông luôn á chứ. Chị tặng 100 con, bữa nay giàu dữ vậy sao mà chứa hết rồi. Được. Hôm nay Phong sẽ tặng cho Sam 100 con gấu bông vô cùng dễ thương luôn. Trời ơi. Mấy thằng fan tôi mình gặp tôi là tặng tôi gấu bông quá trời. Bây giờ ông tặng cho 100 con gấu bông luôn hả? Dữ quá giờ. Ơi Sam ơi, tôi đuổi kịp bà rồi nè. Tôi đuổi kịp bà rồi nha. Nhưng mà bắt cua nhanh nè. Tôi đang nói chuyện ông này kỳ quá. Ê, tính ra là bà bắt cua chậm thì có, tôi bị té một lần rồi mà tôi vẫn đuổi theo kịp theo bà nè, thấy không? Đây, cục xi lam. Đây nhanh vô. Mình không nghĩ chậm nữa mà nhanh chậm quá bạn. Đó, ông này ôi, chậm đây, chậm quá Sam ơi. Sam chậm quá. Sam ơi, Phong vượt qua nha Sam ơi, Phong vượt qua nè, Phong chuẩn bị thắng Sam rồi. Bây giờ nha, hồi nãy là Phong có quy định rồi nha, nhưng mà Sam thắng đi. Ôi, té rồi đúng không? Ui, trời ơi, tôi cũng té luôn trời. Bây giờ gà quá à. Bà té không sao, ủi gà quá à, trời ơi gà quá à. Trời ơi, làm con người không làm đi làm con gà, trời ơi gà. Trời ơi, ông này bị khùng á. Cùi bắp, cái đầu cùi mía, cùi bắp phải không? Trời ơi. Ê Sam, tính ra nha, cái map này mấy bạn ấy xây đẹp ghê luôn á. Tôi nhìn nè, có con gát nè, là con nhện, tính ra y hệt trong game Minecraft luôn á. Tôi đang chơi game Minecraft với bạn,
tặng. Rồi, Sam ơi, Sam tưởng tượng sao nếu như hộp quà Phong tặng cho Sam là 100 con nhện. Trời ơi, cho tôi giết không có ông nội. Ủa gì hả? Trời, yên tâm đi. Yên tâm đi, Phong đâu có ác gì đâu. Phong đâu có ác cái nỗi mà tặng cho Sam 100 con nhện đâu. Trời ơi. Ông mà ác vậy tôi sẽ cho ông ra ngoài đường ngủ luôn á. Ơi. Ây da, trời ơi, Sam ơi, hình như máy tính của tôi bị đứng máy rồi. Trời ơi. Ôi, ông này cứ đứng hoài vậy. Trời ơi. Vậy là ông thua tôi rồi. Vậy là ông thua tôi rồi. Vậy là quà của tôi rồi. Yeah, bạn ơi. Trời tức quá. Tại sao lại bị đứng máy lúc này vậy trời. Thôi già đó đi. Đạt đây, tôi sẽ có quà. Tôi sẽ bóc quà cho bạn xem tôi được không cần tặng gì nha. Rồi, tôi hết đứng máy rồi. Bây giờ tôi đuổi theo bà nè. Trời ơi, thôi thua rồi ông ơi. Sắp có quà rồi, đưa tôi. Trời. Cái cục này là gì đây? Cái này hình như là cái này là đang xây quả trứng của rồng Ender đúng không? Sao mà tôi nhìn cái quả trứng của rồng Ender tôi nhìn nó giống cái cục sô cô la. Ủa nó giống như là quả trứng y chang luôn á, người ta xây y chang không nghĩ cục gì trời. Ủa tôi nói cục sô cô la chứ tôi nói cục gì đâu bà mới là nghĩ cục gì. Rồi ok, rồi tôi đằng sau lưng bà luôn nè Sam ơi. Nhanh quá vậy, không nhanh quá vậy. Rồi Sam ơi. Sam ơi, tôi đi trước nha, tôi đi trước nha. Đây nè. Trước chỗ nào? Tôi đang bắt cua liên tục luôn. Ủa? Trước chỗ nào là trước chỗ nào? Bà nhìn đi, tôi đang đứng phía trước bà luôn nè, chứ trước chỗ nào? Mày em đi nhanh quá vậy? Đứng lại coi. Đúng rồi, tôi không thể nào để cho bà dễ dàng lấy được quà như vậy, hiểu không? Ây da, trời ơi, tự nhiên té vậy ta. Trời ơi, tự nhiên té. Trời ơi, buồn quá. Ôi, nó leo gà, đồ gà lắm. Trời ơi, trời ơi. Tại sao bà lại chửi tôi là con gà? Tôi buồn quá trời. Ông hỏi tôi là con gà gì à? Tôi nói là con gà. Ê, leo đây, mình sắp thắng rồi bạn ơi. Thắng chỗ nào, thắng chỗ nào? Ê, tôi thắng. Thắng chỗ nào, tôi vượt qua tiếp rồi nè. Tôi chùi ông rớt, này ông rớt quá trời. Sam chùi ẻo Phong rớt à? Coi có rớt không nha, để coi rớt nha. Trời ơi, Sam ơi, nhanh lên xíu Sam ơi. Phong đợi Sam nè, đợi lâu quá. Từ chứ trời ơi, người ta bắt cua, từ chơi. Này rồi, tới nơi rồi. Rồi, chấp Sam chạy trước đoạn luôn á, chấp Sam chạy trước đoạn luôn á, trời ơi. Là điều sai lầm của Phong Cận, dám chấp mình, bây giờ mình đi cứng rồi. Sai lầm cái gì, người ta gọi cái này á là Lady Fred đúng không, người ta gọi là gì ta? Người ta gọi là nhường con gái đúng không, tôn trọng con gái đúng không, cho nên là nhường mấy bạn nữ đúng không, đó. Ê, cái con này trong hang đúng không, mấy con này gọi là cái tên gì ta, tôi quên rồi, đâu rong, Mấy con này hả, mấy con này á là tên của nó là gọi là Trương Thị Anh Đào. Ông giỡn á giỡn. Tại tôi nhìn thấy con này cũng dễ thương giống bạn Trương Thị Anh Đào á, cho nên tôi gọi là Trương Thị Anh Đào. Đào là ai nữa? Tôi không biết tên nó là ai hết trơn, tôi chỉ biết Sammy Đào thôi. À, Phong thấy có phù thủy ở trước mặt nè, đây là phù thủy mạnh nhất nè, bạn gái tôi là phù thủy nè. Đây là bạn Nguyễn Thanh Phong nè, trắng luôn. Mũi dài, vô duyên nói chuyện. Ủa, bà kêu ai vô duyên, tự nhiên kêu tôi ta vô duyên. Tự nhiên các con rồng nói tên tôi chi vậy? Nó tôi là tôi giữ như con rồng, tôi mặc gọi là như con rồng. Trời ơi, nói chung á là Sammy có giữ hay không á thì chỉ có mấy bạn fan xem video bạn mới biết thôi, chứ Phong làm gì dám nói. Tôi chỉ giữ với ông thôi, tôi hiền với fan hà. Là giữ với một mình Phong thôi hả? Chỉ có ông thôi, ngoài lệ không, còn ai tôi không hiền hết trơn á. Để xem coi à. Ôi Sam ơi, tôi sắp chiến thắng rồi, tôi đi trước nha. Không, tôi phải thắng. Đây. Thắng sao được, thôi bỏ cuộc đi. Sammy gọi là sao ta, không thể nào mà có thể gọi là vượt qua được cái trình độ bắt cua của Phong Cận TV đâu. À, đích đến trước mặt rồi. Rồi. Thắng rồi. Tôi gạt cho. Gạt vô, sao được? Nè nè, thắng rồi. Bye bye nha. Bye nha, tôi đi trước nha. Bye nha. Bye nha. Trời ơi, tự nhiên tôi bị đứng máy rồi. Trời ơi. Trời ơi, tự nhiên tôi bị đứng máy rồi. Mấy gái đạp đầu mấy gái rồi. Tôi thắng rồi. Yui. Yeah. Trời ơi, buồn quá. Trời ơi, đứng máy rồi, buồn quá. Trời ơi. Qua này là do cái tội chùi ở tôi dám chọc tôi hả? Đó thấy chưa? Tôi thắng rồi. Yeah. Thắng. Nè, người nào thắng là người đó phải đụng vô cái chữ vô huynh kia mới thắng kìa. Rồi. Ok, ui, cái gì vậy? Ở trong đây còn có thêm cả Doraemon nữa. Doraemon. Doraemon rồi có thêm Nobita nữa nè. Bên này là gì? Amon Earth hả? Amon Earth đó. Còn bên này là chị búp bê nè. Còn này là ui, có Minion nữa nè. Minion. Wow. Dễ thương quá vậy. Dễ thương quá ta. Ok bạn ơi, trời xui quá bạn ơi, vậy là coi như là tự nhiên không cái máy tính của tôi tự nhiên bị đứng máy, buồn quá, cho nên là Sammy thắng tôi 2 trận luôn. Trời ơi, buồn quá. Thôi được rồi.
tôi đành phải gọi là buồn bã giao món quà của tôi ngày hôm nay tặng cho Sam vậy. Ủa mà khoan, từ tặng quà cho bạn gái sao lại buồn ta? Đúng rồi. Ừ ha, phải vui chứ. Ừ phải vui chứ. Phải vui, phải vui. Rồi ok. À, bây giờ mình sẽ bắt đầu tặng quà cho Sammy á bạn nha. Ok rồi, Sammy để Phong xíu, Phong chuẩn bị quà nha. Phong gõ chi vậy? Ờ, tôi gõ để tôi cầu cho tôi tí nữa tôi được bình an vô sự. Ủa là sao? Không cái gì đâu mà. Ý là tặng quà thì gọi là bạn gái mình gọi là thấy món quà thích quá phải không? Thì ok sao. Trời ơi, từ ông tặng quà có tôi gì mà trời ơi gì nó sang trọng vậy? Xin giới thiệu các bạn, đây chính là cái hộp quà bằng gỗ được đính bằng vàng gọi là chính số 9 đó, đúng không? Đó rất là nhiều luôn. Ở giữa có một cái viên ngọc trai. Đây là cái viên ngọc trai được lấy từ gọi là con ốc bông vàng ở Việt Nam mình. Vậy không hiểu hết trơn vậy mà từ khoan. Cái hộp này nhìn sang trọng thế này chắc chắn sẽ có gọi là kim cương nè, dòng vàng đá quý, nhẫn kim cương chẳng hạn. Đó chắc chắn là đúng rồi, chắc chắn là phải là nhẫn kim cương rồi. Mà cái gì đó rồi. Sammy đoán là cái gì nè? Tôi nghĩ nó là một chiếc nhẫn hột xoàn 9 số 9 đó, hoặc là một chiếc vòng kim cương, hoặc là một chiếc dây chuyền người ta lắp gọi là mấy chục viên kim cương như trong đó. Ủa, tôi không có nhiều tiền vậy đâu mà nói chung là đồ nói ghê quá vậy trời. Đồ trang sức đúng không? Đúng rồi. Bây giờ Phong xin tặng ơi cái hộp lại cho Sam, nhưng mà bây giờ Sam hãy nhắm mắt lại, sau đó là Sam hãy lấy cho nó bất ngờ, đúng không? Ok rồi cho rồi nhắm mắt lại nha. Nhắm lại. mở ra nè. Nghe tiếng mở. Rồi từ từ nha nè mấy bạn, từ từ nha Sam ơi, từ nha. Rồi không đếm 1, 2, 3 là lấy ra. Ok rồi, 3, 2, 1 lấy đi. Ủa cái gì vậy, nó không giống dây chuyền, cái gì mà sao nhiều dữ vậy? Từ từ cái gì mà dính dính chứ vậy? Ủa gì vậy, cái gì ta? Sợ chưa? Sao bạn không phản ứng cái gì? Cái gì đâu sợ? Này đồ giả mà. Ủa bà phải sợ chứ, này là con gián mà bà không sợ hả? Ai nói tôi sợ gián, tôi sợ nhện mà. Ừ ha. Kia rồi đó, trời ơi, thương ha. Trời ơi, nhưng mà kệ ổng chứ sao vậy, dám cho anh tôi hả? Trời ơi, trời xa. Giờ sao? Gì mở cửa? Cái gì? Mở cửa đúng không? Sam ơi. Dạ. Dạ. Từ từ Sam ơi, từ từ bình tĩnh. Gì bình tĩnh? Sao dám cho tôi? Này ý của mấy bạn fan á, phải cứu Phong. Có bạn fan nào vậy hết trơn á? Bây giờ ông dám cho tôi, bây giờ ông mới bị phạt. Quỳ cho tôi. Ôi lớn rồi quỳ vậy. Gì mà quỳ không? Lớn rồi, người ta lớn rồi còn bắt tao quỳ. Lớn không cho tôi hả? Rồi đứng đây. Mấy bạn, tại mấy bạn lớn thành nè. Quỳ thẳng vô. Thẳng cái lưng lên. Quỳ cho tôi 24 tiếng. 24 tiếng sau tôi hết vậy. Vậy quỳ 24 tiếng là đem tôi đi chôn luôn đó. Vậy tôi không biết này, ông cho tôi chi? Mệt ghê á. Khoan tay đi không? Rồi nói tôi xin lỗi tôi. Đây. Xin lỗi Sam. Lần sau. Lần sau không nghe lời mấy bạn fan gọi là chơi ngu nữa. Trời ơi trời. Ok bạn ơi, mình nghĩ video ăn này thứ bạn thấy như thế nào đó. Thì mình nói rồi, mình là cô gái rất là dịu hiền, thùy thuộc nết na. Đó, mình nghĩ video ăn này thôi. Tạm biệt mọi người. Thôi Sam ơi đừng mà, lớn rồi ai bắt tôi rồi. Không. Lần sau hứa là Phong sẽ không nghe lời bạn fan nữa, không? Phong hứa không nghe lời bạn fan nữa. Lần sau Phong sẽ tặng quà thiệt. Nhớ nha. Đúng rồi, lần sau Phong sẽ tặng cho Sam 100 con nhện.